Alo, xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội trường lễ chúc thọ hôm nay. Đây là tháng hoa rất tươi đẹp của nhóm múa yêu thương trong câu lạc bộ liên hệ dưỡng sinh ấp Thái Hòa. Và có nhóm múa chúng tôi hôm nay, nhóm múa chúng tôi sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục để phục vụ các cụ. Các cụ cứ vui vẻ và chúc cho chúng tôi mạnh khỏe, sống sát. Cảm ơn đại diện của nhóm múa dưỡng sinh Thái Hòa. Tiếp theo tôi xin mời các quý cụ có tên sau đây lên trên sân khấu. Cụ Lê Thị Quyền, cụ Lê Thị Quyền, cụ Triệu Văn Thính, cụ Nguyễn Thị Sâm, cụ Vũ Tiến Lữ. Vũ Tiến Lữ không đi rồi. Xin mời ông Phạm.